Thầy chào các em. Hình hợp phẳng xuất hiện trong đề thi đại học chủ yếu là ở hai dạng. Thứ nhất, đó là dạng tìm điểm. Tìm điểm này nó thỏa những cái điều kiện cho trước. Và cái dạng thứ hai, đó là dạng viết phương trình. Hình hợp phẳng ở đây là nói tắt của tọa độ trong mặt phẳng. Về cái chuyện mà tìm điểm thỏa điều kiện cho trước thì nó lại có hai dạng con. Dạng thứ nhất có liên quan tới là đường thẳng đa giác, vâng, tạm gọi là dạng không có đường tròn, để viết tắt. Rồi, dạng thứ hai là dạng có đường tròn tham gia. Đây. Rồi về viết phương trình thì chủ yếu là phương trình của đường thẳng nè. Rồi, phương trình của đường tròn và thỉnh thoảng có gặp phương trình của elip. Riêng cái phần phương trình elip á, thì ta sẽ học một bài riêng. Rồi, bài học hôm nay ta sẽ tiếp tục cái phần bữa trước, tức là tìm điểm thỏa điều kiện. Tuy nhiên, ở đây thầy sẽ đưa về cái toán thi, tức là những cái bài toán đã thi trong những cái đợt thi đại học gần đây. Và thầy ghi là phần 1. Phần 1 có nghĩa là cái phần không có đường tròn tham gia. Tới bài sau ta sẽ học cái phần thứ hai, tức là có đường tròn tham gia. Rồi, đó là nội dung bài học hôm nay. Trước hết thầy nói sơ qua cái phương pháp giải những dạng toán hình hợp phẳng trong đề thi đại học. Bước 1 đó là phải tóm tắt được đề bài và phải vẽ hình minh họa. Tại sao phải làm bước này? Các em lưu ý, mặc dù nó là tọa độ trong mặt phẳng, tuy nhiên nó xuất phát từ một cái bài toán hình học phẳng, do đó không thể tách cái hình học ra khỏi cái phương pháp tọa độ được. Thứ hai là từ các mối liên hệ trong cái hình học phẳng đó, tức là hình học phẳng thuần túy đấy, thì ta sẽ tìm ra được phương pháp giải ngắn gọn và xúc tích hơn. Tới bước thứ hai, từ giả thiết này, dựa vào các mối liên hệ giữa các cạnh này, các đường đặc biệt của đa giác và thậm chí của đường tròn để suy ra các hệ thức ràng buộc các điểm cần tìm. Đến bước thứ ba, ta cố gắng giải các hệ thức tìm được ở bước thứ hai. Bước thứ ba là kết quả cuối cùng để ra được đáp số. Đây chính là điểm yếu của các em nữa. Những em nào mà yếu về đại số sẽ rất là bế tắc ở bước thứ ba, bởi vì có những bài giải bước thứ ba rất là phức tạp. Rồi, để trước khi mà minh họa thì chú ý nè, hình vẽ minh họa đó không cần phải chính xác. Lý do tại sao không cần chính xác là vì các cái tọa độ điểm, các cái hình nằm ở vị trí ta chưa có tìm ra được, cho nên không biết nó nằm ở đâu cho chính xác để mà vẽ. Do đó ta vẽ minh họa thôi. Bước thứ hai, cái điều chú ý thứ hai đó là nên tìm một cái đường thẳng đi qua điểm cần tìm để chọn tọa độ theo tham số. Mục đích là làm cho nó nhẹ ở bước thứ ba, tức là khi mà giải cái hệ thức ràng buộc nó nhẹ nhàng hơn. Để minh họa cho những điều thầy vừa nói, ta xét sang ví dụ thứ nhất. Đó là đề khối B năm 2011. Trong mặt phẳng OXY cho hai đường thẳng, đường delta có phương trình x trừ y trừ 4 bằng 0 và đường D có phương trình là 2x trừ y trừ 2 bằng 0. Yêu cầu tìm điểm N thuộc D sao cho đường thẳng ON cắt đường thẳng delta tại điểm M thỏa đẳng thức. Đó là OM nhân ON bằng 8. Bây giờ trước khi giải ta phân tích một chút xíu. Trong ví dụ số 1 ta có nè, hai đường thẳng delta và D đề bài đã cho. Rõ ràng hai đường thẳng này không đi qua góc tọa độ O. Rồi, yêu cầu là tìm điểm N nằm trên đường thẳng D. Rồi, sao cho đường thẳng ON giao với đường thẳng delta ra điểm M và nó thỏa đẳng thức như thế này. Rồi, tất nhiên bài toán này không cần vẽ hình cũng được, nhưng nên vẽ hình một chút, bởi vì từ hình vẽ này nó phát hiện ra một cái yếu tố rất là quan trọng. Bây giờ trước hết thầy giải trước đã rồi nói các em sau nha. Ta có nè. Điểm N cần tìm nó nằm trên đường thẳng D. Điểm M cần tìm nó nằm trên đường thẳng delta. Nếu như ta cứ lấy tọa độ tùy ý, giống như là điểm N tọa độ theo dạng là hoành độ, tung độ, M cũng vậy, thì nó quá nhiều tham số, giải rất là phiền. Cho nên như hồi nãy trong cái phương pháp thầy có nói rồi, khi đã biết được đường thẳng đi qua điểm thì ta lấy tọa độ theo tham số để nó giảm bớt tham số, việc giải nó dễ dàng hơn.
Nhìn vào đây ta thấy là điểm N nằm trên đường thẳng D, vậy ta chọn nè, hoành độ của điểm N tức là x đi, ta ghi chữ là n nhỏ đi. Như vậy ta sẽ suy ra được y đẩy qua đây nó sẽ bằng là 2n trừ 2. Từ chỗ này suy ra được nè, điểm N sẽ có tọa độ là, hoành độ là N, tung độ sẽ là 2N trừ 2. Hoàn toàn tương tự như vậy, điểm M nằm trên đường delta, lấy M, lấy x là M thì y nó sẽ là M trừ đi 4. Vậy ta có tọa độ điểm M như sau, M nè, M trừ 4. Đấy, vậy là ta đã giảm bớt được hai tham số và nó chỉ còn là M với N thôi. Đến đây nếu áp dụng mà giải tiếp cái đẳng thức là OM nhân ON bằng 8 thì ta thấy đây là một phương trình. Một phương trình mà nó có tới hai tham số thì chắc chắn là gây khó khăn, không muốn nói là giải không được. Vậy thì một phương trình nữa nằm ở đâu? Nó giấu trong cái hình vẽ. Cho nên thầy mới yêu cầu các em là phải vẽ để trực giác này, nhìn kỹ nè. OM, MN nó nằm trên một đường thẳng, điều đó nó cho ta biết là vector ON và vector OM là nó phải cùng phương. Hai vector cùng phương ta có công thức. Như vậy để mà sử dụng được cái điều đó thì ta phải lập hai vector ra. Ta suy ra nè, vector ON tọa độ N 2N trừ 2. Đấy. Vector OM tọa độ là M trừ 4. Đây, đến đây lý luận nè. Do O N M thẳng hàng, hãy viết tắt nha, thẳng hàng, nên ta có được vector O N và vector O M cùng phương. Hãy viết tắt chữ cùng phương nha. Rồi, và điều này tương đương với, ta nhìn thấy hai cái vector mà cùng phương, tức là lấy hoành vector này nhân với tung vector kia thì nó phải bằng nhau. Cụ thể là N nhân với M trừ 4 nè, đây, nó phải bằng nhân ngược lại nè, M nhân với 2N trừ 2. Đây, tức là đây là một cái phương trình mà đề bài nó giấu. Không? Từ phương trình này các em cố gắng giải để rút một cái tham số ra. Chẳng hạn ở đây thầy rút tham số M ra, các em có thể tính toán rất là đơn giản thôi. Rút tham số M thì nó sẽ bằng là 4N chia cho 2 trừ N. Rồi, ở đây thì có nhiều em thắc mắc là lỡ may N nó bằng 2 thì sao? Không? Các em có thử thay trực tiếp vào đây thì em sẽ thấy N nó không thể bằng 2 được. Rồi, khi mà đã ra được từ M như thế này rồi thì ta sẽ suy ngược lại tìm được tọa độ điểm M. Hay là thầy suy ra vector OM như sau. Vector OM tính toán nó sẽ bằng là 4N chia cho 2 trừ N. Đây, tức là cái tọa độ nó nằm đây. Rồi, tiếp theo là M trừ đi 4, thay vào ta được là 8N trừ đi 8 chia cho 2 trừ N. Rồi, như vậy ta đã có vector OM và vector ON, chỉ còn một tham số là N thôi. Đến đây ta sẽ áp dụng đẳng thức để tính đẳng thức nè. OM nhân ON bằng 8. À, ta giải tiếp. OM nhân với ON bằng 8 tương đương với, các em lưu ý một chút là vector OM thì nó bằng mô đun của cái độ dài OM nó bằng mô đun của vector OM, tức là lấy căn bậc 2 hoành bình phương cộng tung bình phương. Như vậy thì phức tạp quá, cho nên ta bình phương cả hai vế này lên. Đây, bình phương lên đi để không có căn bậc 2 bằng 64. Đấy. Ghi lại nha, 4N chia cho 2 trừ N tất cả bình phương nè, cộng với 8N trừ 8 nè chia cho 2 trừ N tất cả bình phương nè,
đây là OM. Còn ON đây, tức là nó bằng N bình phương là N bình phương cộng với 2N trừ 2 tất cả bình phương. Đó, bằng 64. Đây là một cái phương trình mà việc giải nó cũng khá là phức tạp đấy. Nhưng nếu như các em để ý một chút thì bài toán giải sẽ đơn giản hơn nhiều. Để ý nha, ở đây ta rút số 4 ra khỏi cái bình phương. Ở đây ta rút số 4 ra khỏi bình phương luôn. Như vậy khi rút số 4 ra đây là 64, là 10, 16, 16 chuyển qua bên đây, chia bên phải đi. 64 mà chia cho 16 tức là nó còn 4. Đồng thời cái thứ nhất mà ta rút số 4 ra là còn lại N bình phương. Ta nhìn thấy nè, ta đây nè. Ở đây rút số 4 ra ngoài thì nó còn lại 2N trừ 2. Ta thấy nó giống nè. Đây. Và viết lại một lần nữa như sau. N bình phương cộng với 2N trừ 2 tất cả bình phương. Rồi. Tất cả chia cho 2. Thầy viết nháp trước nha. 2 trừ đi N tất cả bình phương nè. Đây, hai cái mẫu giống nhau nè. Phía trước này có thêm số 16 nè. Rồi, phía sau này có một lượng giống y hệt như thế này nữa. Do đó thì bình phương ở đây nè. Rồi, bên vế phải là số 64. Bây giờ bắt đầu rút gọn nha. Số 16 rút gọn 64 thì bên vế phải nó còn lại 4. Rồi, bỏ số 16 nè. Ở dưới mẫu này nhân đá ngược lên đây thì ta sẽ được là 2 trừ N tất cả bình phương. Và ta bỏ mẫu luôn. Đấy, thì việc giải nó sẽ đơn giản hơn rất nhiều nếu như các em để ý thấy phương trình này nó thuộc dạng là A bình phương bằng B bình phương. Vậy thì nó sẽ ra hai trường hợp, tức là A bằng B, A bằng trừ B. Đấy, thì khi đó ta sẽ suy ra được phương trình là 5 N bình phương. Ta có thể tính toán rất dễ nè. Tại bình phương là 4N bình phương, đây N bình phương là 5. Trừ đi 2 lần AB, tức là trừ đi 8N. Cộng, tại bình phương là 4. Rồi, bên vế phải nó sẽ thành là 2 mở ngoặc 2 trừ N. Tất cả bình phương, như vậy là A bằng B nè. Rồi, và thêm một dòng nữa. Đấy, ở đây dấu trừ. Rồi, khi đó là xuất hiện hai cái phương trình và bậc hai như thế này thì việc giải nó hết sức đơn giản, không? Và kết quả thì trong hai phương trình có một phương trình vô nghiệm và một phương trình đã có tới hai nghiệm. Anh đề nghị các em giải tiếp khúc này, ta sẽ ra được là hai giá trị. Giá trị thứ nhất là N bằng 0 và giá trị thứ hai là N bằng 6/5. N bằng 6/5. Rồi, bài toán hỏi gì? Bài toán hỏi tìm điểm N. Điểm N nó có tọa độ ban đầu nó là N2N trừ 2. Vậy ta sẽ kết luận bài toán này như sau. Trường hợp thứ nhất, với N nhỏ bằng 0, ta sẽ có tọa độ N là 0 trừ 2. Rồi. Trường hợp thứ hai, với N bằng 6/5 thì ta sẽ có tọa độ N là 6/5. Sau đó thay vào chỗ 2N trừ 2 ta được là 2/5. Đây. Vậy kết quả bài toán này là có hai điểm N thỏa yêu cầu. Qua bài này các em sẽ thấy mức độ khó về hình học trong bài toán này là ít thôi, nhưng mức độ khó về đại số rất là cao. Bây giờ lướt lại một lần nữa. Thứ nhất, cái độ khó của hình học nó chỉ nằm có một điều thôi, đó là ba điểm O, N, M thẳng hàng. Tuy nhiên nếu như em nào không vẽ phác họa thì các em sẽ thấy bế tắc ngay chỗ cái dòng mà các em giải là OM nhân ON bằng 8, các em sẽ không giải được chỗ này. Không? Mà phải tìm ra được mối liên hệ giữa M và N thì em mới giải quyết được. Này. Sau khi mà tìm được mối liên hệ rồi, nếu mà kiến thức đại số các em yếu, các em viết vô thành một cái đẳng thức như thế này các em vẫn không giải nổi. Bởi vì các em thử tưởng tượng này. À, này bình phương lên thì nó ra phương trình bậc 4 rất phức tạp. Đấy. Do đó phải nhìn cái mối liên hệ một chút xíu thì các em sẽ giải quyết ở dạng là A bình phương bằng B bình phương thì giải quyết trọn vẹn được bài toán.
tăng gần ví dụ thứ nhất ở đây. Ta xét sang ví dụ thứ hai, đây là đề khối D năm 2011. Trong mặt phẳng OXY cho tam giác ABC có đỉnh B tọa độ là -41, trọng tâm R tọa độ là 11 và đường thẳng chứa đường phân giác trong của góc A là D có phương trình x trừ y trừ 1 bằng 0. Yêu cầu đề bài là tìm tọa độ đỉnh A và C. Bây giờ ta tóm tắt đề bài, và khi tóm tắt đề bài xong ta nhìn thấy là rất là mù mờ, không biết là dựa vào đâu để giải. Vậy thì buộc ta phải vẽ cái hình ra. Thì hình vẽ không cần phải chính xác, các em cứ vẽ thoải mái. Đây, thầy vẽ tam giác ABC như thế này. Vẽ một cách thoải mái nha. Đấy. Và với nguyên tắc là điểm nào có tọa độ rồi thì phải ghi tọa độ vào. Tọa độ điểm B là -41, phải ghi vào đây. Rồi tiếp theo là tọa độ trọng tâm R. Vậy để xác định tọa độ trọng tâm R thì ta sẽ vẽ trung tuyến từ A, B hoặc C, một trong ba trung tuyến. Ở đây thầy vẽ trung tuyến từ B bởi vì điểm B biết tọa độ rồi. Vậy thầy gọi điểm M có tọa độ là XY nha, là trung điểm của điểm của cạnh AC, nối B với M lại. Đấy. Ta chia cái BM thành 3 đoạn và R nằm ở BR bằng 2 trên 3 đoạn đó. Tọa độ R là 11. Đấy. Tiếp theo ta sẽ vẽ đường phân giác trong ngay tại góc A. Em lưu ý để vẽ đường phân giác trong cho nó chuẩn chút, ta vẽ một cái cung tương đối là cân đối một chút. Rồi ta lấy ngay chính giữa cung, nối từ A qua cái chỗ ta phân chia đó, kéo dài ra. Ở đây là đường thẳng D, đây là đường phân giác trong. Rồi ta phải tận dụng cho tốt cái đường phân giác trong này bằng cách như sau. Từ điểm B ta vẽ một đường thẳng D phẩy. Đây, vẽ ngang đi, đường thẳng D phẩy vuông góc với đường thẳng D ngay tại điểm H. Rồi, và đường thẳng này nó cắt AC tại điểm D. Đấy. Khi đó ta có điều như thế này. Trong tam giác ABD, cái đường AH vừa là đường cao vừa đường phân giác trong, cho nên tam giác ABD là tam giác cân tại A. Đấy, từ đây ta suy ra được H là trung điểm của BD. Rồi, như vậy ta sẽ giải quyết bài toán này như sau. Bước thứ nhất, dựa vào trọng tâm R. Thì viết trọng tâm R lên trên đây chút xíu nha. Nơi đây cái hình đó khó thấy rồi đó. Trọng tâm R đây, tọa độ là 11. Rồi, đây. Bây giờ thứ nhất á, là từ cái trọng tâm R và điểm B ta sẽ tìm được tọa độ điểm M. Thứ hai là dựa vào yếu tố D và D phẩy vuông góc ta sẽ tìm ra tọa độ của điểm H. Khi có được tọa độ điểm H, dựa vào tính chất trung điểm ta sẽ tìm ra được tọa độ điểm D. Khi có tọa độ điểm M và D, ta sẽ viết được đường thẳng AC đi qua hai điểm M và D. Khi có đường thẳng AC, ta sẽ tìm được tọa độ điểm A, là giao của đường thẳng AC với đường thẳng D. Khi có điểm A, điểm B và trọng tâm R, ta sẽ tìm ra được tọa độ điểm C. Đấy, đó là phương pháp giải. Bây giờ ta sẽ giải quyết bài toán này như sau. Để cho nó gọn thì thầy không có gọi tên nữa, tất cả đều có trên hình vẽ hết rồi. Như vậy đầu tiên hết là thầy sẽ tìm ra điểm M. Ta có nè, R là trọng tâm, suy ra được là vector BM bằng 3/2 vector BG. Rồi, từ chỗ này ráp tọa độ đã có vào, ta được như sau. BM mà M tọa độ là XY nhé, như vậy là X trừ cho -4. Vậy ta có là hoành độ là X cộng 4 nè. Tương tự tung độ là Y trừ 1 nè, bằng 3/2 tọa độ vector BG tính trực tiếp ta được là 5, 0. Rồi, giải tọa độ này tương đối đơn giản thôi, ta suy ra được điểm M là 7/2 5.
xin lỗi, 7 phần 2 1. Đây, giải đơn giản thôi, ta sẽ giải là x cộng 4 bằng nè 3 phần 2 nhân cái 5, từ đó suy ra được là x bằng 7 phần 2. Y trừ 1 bằng 3 phần 2 nhân với 0, như vậy ta được là y trừ 1 bằng 0, tức là y bằng 1. À, vậy ta đã tìm ra được tọa độ điểm M. Bây giờ ta sẽ tiếp tục tìm tọa độ điểm D. Muốn có tọa độ điểm D, ta phải viết được phương trình đường thẳng D phẩy. Tiếp tục ta có như sau nè. Cái đường thẳng D phẩy thứ nhất là nó đi qua điểm B, tọa độ trừ 4, 1. Thứ hai là D phẩy vuông góc với D. Đây, từ chỗ này ta suy ra nè, cái phương trình đường thẳng D ở đây x trừ y ha, x trừ y, như vậy ta lộn ngược lại, đó là ở đây là pháp vector là 1 trừ 1, vậy ta lộn ngược lại là thành là pháp vector là 1 cộng 1, ha, đổi ngược lại, như vậy ta sẽ có ngay 1 nè, mở ngoặc, x trừ đi xb, điểm đi qua, tức là x cộng 4, rồi cộng nè, 1 nè, mở ngoặc, y trừ đi tung độ của DIB, tức là trừ 1 bằng 0. Đấy, từ chỗ này ta suy ra được phương trình đường thẳng D phẩy. Suy ra nè, phương trình đường thẳng D phẩy. Đấy, mở ngoặc một chút thôi, ta được là x cộng y cộng 4 trừ 1, tức là cộng 3 bằng 0. Đây là đường thẳng D phẩy. Suy ra tọa độ điểm H. H là giao điểm của đường D phẩy với đường thẳng D, cho nên suy ra được là tọa độ H phải thỏa hệ phương trình. Rồi, ta viết cái hệ phương trình ra. Phương trình thứ nhất đó là đường thẳng D phẩy, tức là x cộng với y cộng với 3 bằng 0. Phương trình thứ hai chính là D, x trừ y trừ 1 bằng 0. Đấy. Giải hệ phương trình này hết sức là đơn giản thôi. Ta suy ra được H tọa độ là trừ 1, 2. Trừ 1, trừ 2. Rồi. Khi ra được tọa độ điểm H, ta sẽ lý luận để tìm ra tọa độ điểm D. Lưu ý nè. Do tam giác ABD cân tại A. Đấy. Nên H là trung điểm của BD. Rồi. Như vậy sử dụng tọa độ trung điểm, ta sẽ suy ra được tọa độ điểm D đó là 2 trừ 5. D tọa độ là 2 trừ 5. Ở đây thầy không ghi chi tiết bởi vì công thức trung điểm là khá đơn giản đối với các em. Rồi, khi mà ra được tọa độ của điểm D rồi, bây giờ ta có điểm M, điểm D, ta sẽ viết được phương trình AC. Tiếp tục, ta có nè, phương trình của AC, nó là cái phương trình đường thẳng đi qua hai điểm. Các em có thể viết công thức là x trừ đi cái điểm đi qua, ở dưới là vector, đây, y trừ đi điểm đi qua, ở dưới là vector chỉ phương. Và lưu ý ở đây là ta có hai điểm đi qua là điểm M và điểm D. Các em muốn chọn điểm nào cũng được, tuy nhiên điểm D nó đẹp hơn điểm M, vậy ta chọn điểm D. Đó là x trừ 2 nè, trừ đi hoành của điểm D nè, y trừ đi tung của điểm D, tức là y cộng 5 nè. Rồi, chia ở dưới là vector chỉ phương, vector MD. Và lưu ý cái vector MD á, tính ngoài nháp ta sẽ được như sau nè. Giờ thầy viết là vector DM đi ha. Tọa độ vector này tính ra là được là 3 phần 2 nhân với lại 12 phần 3 phần 2 nhân với 12 phần 2, tức là 6. Rồi, vector như thế này là tương đối là 6. Các em có thể rút 3 phần 2 ra ngoài, vậy ở đây nó sẽ là 1 và phía sau nó sẽ là 4, thì nó dễ hơn nhiều ha, thì nó dễ dàng. Như vậy ta sẽ lấy cái vector 1, 4 này làm vector chỉ phương, và vị trí đầu tiên chính là hoành độ vector chỉ phương, vị trí thứ hai là tung độ của vector chỉ phương. Tại như vậy ta sẽ suy ra được điểm suy ra được phương trình của AC.
Rồi, phương trình này viết gọn lại thì khá đơn giản thôi. Ta quy đồng lên thì không có gì hết. Nhấn lên. 4x. Ở đây chuyển qua là trừ y. Đây, trừ 8, trừ 5 nữa là trừ 13 bằng 0. Như vậy ta đã có được phương trình của đường thẳng AC. Ngoài ra còn một cách tìm phương trình đường thẳng AC nữa, đó là ta cho đi qua một điểm và lấy vector chỉ phương, sau đó ta viết phương trình theo dạng tham số, rồi từ đó sẽ suy ra cũng được. Một cách nữa, từ đây ta lấy vector 1,4 làm vector chỉ phương. Từ vector chỉ phương ta suy ra pháp vector bằng cách là lộn ngược lại, 1,4 thì viết ngược lại, 4 trừ 1. Ta sẽ có được pháp vector, ta cũng suy ra được phương trình này. Nói chung là có nhiều cách, các em cũng làm cách nào cũng được. Khi có được phương trình AC, ta sẽ tìm ra được tọa độ điểm A. Tọa độ A. Điểm A là giao của đường thẳng AC với đường thẳng D ở bên hình vẽ nha. Như vậy ta sẽ ghi ra như sau: 4x trừ y trừ 13 bằng 0. Đường thẳng D có phương trình là x trừ y trừ 1 bằng 0. Giải phương trình này hết sức đơn giản thôi. Ta tìm được điểm A có tọa độ là 4, 3. Thôi, khi tìm ra được tọa độ điểm A có tọa độ điểm B, bây giờ yêu cầu là tìm tọa độ điểm C nữa nha. Ta giải tiếp tọa độ điểm C nè. Tọa độ C, mình có công thức trọng tâm như sau: xA cộng xB cộng với xC tất cả chia 3. Tức là hoành độ điểm A cộng hoành độ điểm B cộng hoành độ điểm C tất cả chia 3 thì bằng hoành độ của điểm trọng tâm, điểm R. Rồi, tương tự như vậy, IA cộng IB cộng với IC tất cả chia 3 thì bằng IZ. Đấy, tất cả tọa độ đều có, các em cứ ráp vào và ta tính được là C tọa độ là 3 trừ 1. Rồi, như vậy kết quả bài toán: A tọa độ 4, 3, C tọa độ 3 trừ 1. Qua bài này thì ta thấy là cái cách thức mà ta muốn học tập trong bài toán này, đó là tận dụng tối đa giả thiết về hình học. Các em lưu ý giả thiết hình học ở đây đó là đường phân giác trong này cực kỳ quan trọng. Từ đây về sau, khi nào gặp cái đường phân giác trong thì ta nhớ tới viết phương trình đường thẳng vuông góc cái đường phân giác trong đó để sử dụng tính chất đối xứng. Các em nhìn thấy hai bên đã đối xứng qua, tức là B với D, nó sẽ nhận đường thẳng D làm đường trung trực và ta giải quyết. Như vậy ta kết thúc ví dụ thứ hai ở đây. Ta xét sang ví dụ thứ ba. Đây là đề một cái câu trong đề thi khối A năm 2012, tức là vừa rồi đây. Trong mặt phẳng OXY cho hình vuông ABCD, gọi M là trung điểm cạnh BC, N là điểm trên cạnh CD sao cho CN bằng 2 lần ND. Giả sử điểm M tọa độ là 11/2, 1/2 và phương trình đường thẳng AN là 2x trừ y trừ 3 bằng 0. Tìm tọa độ điểm A. Đây là một trong những bài rất là khó trong đề thi vừa rồi. Phương pháp giải bài toán này thì có nhiều cách, trong đó có một cách của trong đáp án của bộ. Tuy nhiên ở đây thầy giới thiệu các em một cách khác. Cách khác như sau: nối điểm A với N lại. Ta thấy một điều như thế này: khi cho trước một hình vuông thì cạnh nó cố định. Bây giờ thầy gọi cạnh có độ dài bằng A. Thầy giả sử cạnh của hình vuông độ dài bằng A. Rồi, khi đó rõ ràng là cái độ dài của AM cố định, độ dài của AN sẽ cố định, và tương tự như vậy, độ dài của MN là cố định. Đây, một tam giác mà có ba cạnh cố định thì chắc chắn rằng cái góc alpha ngay vị trí này, tức là cái góc MAN sẽ là cố định. Như vậy, khi biết được cái cốt của góc ở đây, ta sẽ dùng hai cái pháp vector của hai đường thẳng AN và AM. Ta sẽ xử lý bài toán theo một cách khác rất khá là hay. Bây giờ các em theo dõi nhé.
Giờ trước hết thầy gọi AB có độ dài bằng A lớn không ạ? Rồi. Pháp vectơ của đường thẳng AN bằng nào? Pháp vectơ đường thẳng AN nó có sẵn ở đây, 2 trừ 1. 2 trừ 1. Rồi. Pháp vectơ của đường thẳng tiếp theo ta cần đó là đường thẳng AM. AM là đường thẳng chưa có, thầy gọi pháp vectơ là AB. Rồi. Trong đó nhớ là AB không đồng thời bằng 0, hay nói cách khác là A bình phương cộng B bình phương khác 0. Hay là ta có thể ghi lớn hơn 0. Đây. Bây giờ ta sẽ cố gắng đi tìm cái cốt của góc alpha ở đây. Muốn tìm cốt góc alpha, ta sẽ tính các cái cạnh của tam giác AMN. Đề nghị các em về nhà tính chi tiết, thầy giới thiệu sơ một chút. Tam giác ABM có này. AB có độ dài bằng A, tam giác này là vuông. BM có độ dài là bằng A chia 2, như vậy dùng định lý Pythagore, tức là AM bình phương nó sẽ bằng AB bình phương cộng với BM bình phương, ta sẽ tính rất là dễ dàng. Ở đây thì tính AM bình phương bằng 5A bình phương chia 4. Rồi, hoàn toàn tương tự, ta sẽ tính được AN bình phương, MN bình phương. AN bình phương bằng 10A bình phương chia 9. Đấy. Tương tự, MN bình phương bằng 25A bình phương chia cho 36. Đấy. 25A bình phương chia cho 36. Từ chỗ này ta sẽ suy ra được cái cốt, suy ra cốt của góc MAN. Các em nhớ sử dụng công thức cosin trong tam giác nha. Trong tam giác bất kỳ AMN, như vậy cái cốt ngay chỗ này, tức là cốt góc alpha, nó sẽ bằng nè cái cạnh AM bình phương cộng cạnh AN bình phương trừ đi cạnh MN bình phương, rồi tất cả chia cho 2 lần AMAN. À, công thức nó có sẵn, ta ghi nhé. Và bằng AM bình phương cộng với AN bình phương trừ đi MN bình phương, tất cả chia cho 2 lần AM nhân AN. Tất cả số liệu đều có hết. Các em tự thế vào và tính ra được là 1 chia căn 2. Đấy, như vậy ta đã suy ra được cốt. Vậy từ cốt này nó được cái gì? Nó có một cái công thức liên quan tới chỗ này đây. Ta có nè, ta có tiếp này. Lấy tích hai vector N A N, tức là pháp vector của đường thẳng N nhân với pháp vector của đường thẳng AM. Tích hai vector thì nó bằng tích hai module, tức là tích hai độ dài. Đây. Nhân với cốt góc xen giữa. Cốt góc xen giữa tức là cái cốt của góc MAN đấy. Đấy. Rồi, bây giờ tất cả số liệu đều có hết ở đây. Pháp vector này, rồi cốt này. Các em thay vào và sau khi rút gọn. Rút gọn. Các em cứ thay vào rút gọn nha. Ta sẽ ra được một cái phương trình, đó là 3A bình phương trừ đi 8AB trừ đi 3B bình phương bằng 0. Ở chỗ này các em chịu khó một chút xíu nha. Nếu mà em nào mà vẫn không chưa rành cách này thì xin xem bài trước. Bài trước thầy đã giới thiệu chỗ này rồi. Bây giờ vấn đề đặt ra là làm sao mà từ cái phương trình này để giải quyết đây. Cũng bài trước luôn, thầy đã chỉ các em cái cách mà giải phương trình này bằng cách như sau. Ta xem A như là một cái biến x nào đó, thầy nháp nha. Coi như ta viết là 3x bình phương trừ đi 8x. Rồi, ta bỏ chữ b đi, bỏ b đi. Và cuối cùng là trừ 3 bằng 0. Đây, ta giải phương trình này rất là bình thường. Phương trình này nó giải ra được là một cái là x bằng 3 và một cái là x bằng
trừ 1/3, rất đơn giản thôi. Sau đó các em chỉ cần làm như sau: cái chữ x hồi nãy ta thay đại diện cho chữ a, ta thay chữ a vô. Rồi, hồi nãy ta đã bỏ b, bây giờ ta viết b trở ngược lại. Như vậy ta sẽ được là mối quan hệ giữa a và b, không? Ta giải tiếp chỗ này nó ra nè. Vậy ta được là a bằng 3b, hoặc là a bằng trừ b chia 3. Đấy, như vậy ta đã giải quyết được cái mối liên hệ giữa a và b. Đến đây ta sẽ chọn b suy ra a hoặc chọn a suy ra b để ra được pháp vector của đường thẳng AM. Các em nhìn kỹ nha. Lý do là AB là tọa độ của pháp vector cho nên nó không đồng thời bằng 0. Nếu như em chọn B bằng 0 thì A lập tức bằng 0, như vậy không được. Không. Đến đây ta chọn B như thế nào để A cho nó gọn. Không. Trường hợp thứ nhất. Rồi. Trường hợp là A bằng 3B. Đến đây thì chọn B bằng 1. Thầy sẽ suy ra được là A nó sẽ bằng 3. A lớn nha. Khi đó ta suy ra được phương trình, suy ra được pháp vector của đường thẳng AM là ba một. Rồi tiếp theo nhé, pháp vector của đường thẳng AM có rồi, đường thẳng AM lại đi qua điểm M cho trước. Như vậy hiển nhiên ta đã viết được phương trình đường thẳng AM rất là dễ dàng thôi. Suy ra nè, phương trình đường thẳng AM là nè 3 lần mở ngoặc x trừ xm tức là trừ 11/2 cộng với 1 nè nhân với y trừ im tức là y trừ 1 bằng 0. Đây, đây là phương trình đường thẳng AM. Từ chỗ này ta suy ra được tọa độ của điểm A. Tọa độ điểm A là giao của hai đường. Đường thứ nhất là đường thẳng AN và đường thứ hai là đường AM mới vẽ xong. Đường thứ nhất đó là 2x trừ y trừ 3 bằng 0. Đường thứ hai là đây. Viết lại. Rồi, việc giải để tìm tọa độ A hết sức đơn giản, không? Ra được tọa độ A là 4, 5. Rồi, ta xong trường hợp thứ nhất. Bây giờ trường hợp thứ hai. Hoàn toàn tương tự. Nếu A bằng trừ B phần 3, đến đây ta chọn B sao cho nó thỏa hai điều nè. Thứ nhất là A với B không được đồng thời bằng 0. Và thứ hai, A dương và là số, không phải là phân số. Như vậy ta sẽ chọn B là trừ 3. Chọn B bằng trừ 3. Vậy thì hiển nhiên suy ra được A nó sẽ bằng 1. Khá đẹp ha. Rồi, từ chỗ này ta suy ra phương trình của AM và suy ra tọa độ của điểm A. Tiếp theo, việc làm này rất là đơn giản, đề nghị các em tự làm. Kết quả cuối cùng là A bằng A tọa độ là 1 trừ 1. Vậy ta đã tìm ra được hai cái điểm A. A tọa độ 4, 5 và A tọa độ là 1 trừ 1. Qua bài toán này cho ta biết một điều như thế này nè. Nếu như tìm tọa độ đỉnh của một tam giác mà biết trước phương trình của một cạnh. Rồi, biết trước là cái cạnh thứ hai đi qua một điểm cố định. Nếu như em tìm được pháp vector của cái cạnh thứ hai thì mọi chuyện giải quyết rất là dễ dàng. Và pháp vector này tìm được thông qua cái góc ngay tại điểm A này. Đấy, mà cái góc này chỉ được tìm ra thông qua định lý hàm số cosin trong lượng giác. Các em chú ý, em nào không thuộc cái công thức này thì về nhà coi lại. Như vậy ở đây thầy đã giới thiệu ba cái bài toán trong đề thi đại học gần đây nhất và khá là điển hình liên quan tới việc tìm điểm. Và ta kết thúc bài học hôm nay ở đây. Thân ái chào các em.